bạn xem đi dần nè. Đi rước tụi nhỏ cho nên hôm nay biểu hơi cho Ly Dầm lấy chiếc xe này đi xuống đi ra nhà xe. Okay, put the bike in here. Come on, put your bike in here. See you later, come back to dry again, okay? Rồi, oh, super strong. Yeah. Đây nè, các bạn xem nè, hôm nay Liam rất là ngoan luôn. Bình thường là Linh phải xuống bơi với Liam. Mà nay là ngày thứ hai nè, Liam hết khóc rồi nè. Coi cả ổng. Giờ vui rồi đó. Thằng đây Sophie nè. Sophie bên. Đây này các bạn thấy Elvin nè. Đó Elvin nè. Cái đầu đen thui là biết Elvin rồi đó. Có Ethan đâu, Ethan đằng kia kìa. Đó, Ethan đó. Cái cô giáo
mới đưa ngón tay lên đó là mừng rồi đó. Tại vì mọi lần á là Linh xuống hồ bơi, Linh bơi với Liam, học bơi với Liam từ nhỏ tới giờ. Tới 3 tuổi là phải bơi với cô giáo, không có người lớn, không có vô xuống hồ nữa. Đó, và chịu rồi đó. Say hello Ethan. Đây thì đi bơi về nè Ethan nè. Đi bơi về thì xong rồi á thì đi bơi về thì Linh mua pizza cho Ethan ăn. Tại vì đi bơi về tối quá mà tụi nhỏ còn bệnh cho nên là không nấu nướng gì hết trơn. Ethan thì ăn pizza nè. Pizza cái này là love meat nè. Đó, còn Sophie với lại Liam thì ăn cái cheese pizza. Còn Elvin á thì ở nhà còn cơm gà kho gừng á cho nên là Elvin muốn ăn cơm gà kho gừng. Come on Sophie, Liam. Đây Sophie đây. Đó Sophie là làm cho một dĩa hai miếng pizza. Sophie can you swap it pizza Ethan? Okay. Liam là phải xích ngồi ngay cho cái ghế này mới chịu nè. Ở ngoài lạnh quá cho nên là Liam mặc áo ấm luôn, ai cũng mặc áo ấm hết. Sophie nè. Sing pop đi. Thank you to Lani for supporting this channel. I hope you enjoy all our videos. Thank you for being a subscriber. We appreciate it very much. Thank you. Please, darling. Sophia, have your dinner, please. Liam, have some. Liam muốn bệnh nó, còn bệnh nó không muốn ăn gì trơn. Mà biến ăn lắm. Vài bữa là ốp. Yeah. Good boy. You swim good today? Me too. Yes. Yummy Liam? Well, but I need to do a burrito. Yes. I wanted to do a vet, but I can't do a vet because I think everybody's gonna laugh, so I hold my mouth like this. That, what are you doing? Dusting it out. Sophia, chew with your mouth closed, please. Don't make noises either. Liam, you don't eat, you will get sick. Eat now, mommy throw all toys away. Liam, Ethan ăn một miếng rồi hết. Last one. This is the good one. Is Sophia, please. I'm waiting till the video's over. Haley. Chán lắm đi em ghê. What are you doing, Sophia? Eat, please. I'm waiting till the video's over. Bye-bye, everyone. I hope you like our video. Please subscribe and bye! Ethan, turn. Don't say bye! Close the video. Don't say bye, mommy. Thank you for watching. Subscribe, like, turn notifications on so you never miss a video. Bye! Yeah, very happy to see you guys here. Bye! Bye-bye, Liam! No, I was super happy! Yes. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye-bye!